Dạ thì cái này cái công thức trộn với con à, thì ở nhiều video rồi thì ca cũng chia sẻ với quý bà con mình ha. Thì cứ 5 bao nè, 5 bao quả lửa 068 nè. Đó, chúng ta sẽ trộn một bao bu mát cho bằng. Đây cái bao bu mát cho bằng này quý con. Đó. À, bao bu mát cho bằng. À, để trung hòa à, cái dinh dưỡng trong đất ha quý con nha. À, thì đợi một tí nữa nè, một tí nữa là có miếng bạc rồi ha, mình mới trộn hả quý con. Anh kia à, phân tích dùm thêm cái những cái thành phần như là những cái chủng mới nào về cái phân hữu cơ quả cầu lửa 068, một trong những cái chủng mới để cho bà con gần xa trên cả nước mình tiếp cận được cái phân này để cho nó dùng dụng cho cây con nó tốt hơn. Dạ à, thì đây là bao phân nè quý con, bao đứng nè để cho quý con là dễ thấy ha. Thì cái hũ cơ quả lửa 068 cái là cái phân mới ra đời sau thì thay thế cái quả lửa 007 hả quý con nha. Về cái thành phần quý con thấy nè, nó có ba chủng vi sinh phải nói là rất là hữu hiệu luôn nè. Vi sinh vật cố định đạm nè, là tất nhiên những cái hàm lượng mà dinh dưỡng NPK hoặc là những cái dinh dưỡng mà ở trong đất nằm ở dạng khó tiêu quý con, là cái rễ cây của mình ha, nó không hút được những cái dinh dưỡng đó. Thế nhờ cái chủng vi sinh cố định đạm này vô để nó phân giải ra, nó phân giải những cái dinh dưỡng nó ra để nó thành những cái thành phần dinh dưỡng mà dễ hấp thu, để cho cây trồng mình hấp thu lại ha. Thứ hai là những cái vi sinh vật để phân giải lân, thì nó cũng gần giống như cái cú đinh đạm về phân giải lân heo quý con nha. Thì những cái dinh dưỡng lân mà cũng ở dạng khó tiêu đó, thì những cái nhờ vi sinh vật về vô phân giải ra để cho cái rễ cây của mình nó sẽ hút những cái dinh dưỡng mà ở dạng dễ tiêu này cho nên dễ dàng hơn. Thứ ba nữa là cái vi sinh vật phân giải cellulo đó quý con thấy ha. Đó thì mà nhờ ba chủng vi sinh này rất là hữu hiệu ở cái giai đoạn mà từ cây con nè, cũng như là những cái giai đoạn mà cây lớn, cây trưởng thành quý con giải thì cũng rất là hiệu quả luôn đó. Thì bên cạnh đó nữa quý con, cái thành phần hữu cơ nè đó là 15% nè, đó cái thành phần mà đạm đạm tổng hợp đó quý con là 2,5, thì so với cái 07 thì cái thành phần này nó sẽ cao hơn hơn quý con nha. Và đồng thời nữa quý con, thì cái 068 nó sẽ bổ sung thêm cái thành phần mà vi lượng, vi lượng quý con thấy là cái đồng là 60 ppm, hàm lượng kẽm cũng 60 ppm, và cái thành phần mà pH nè 6.5 hả quý con ha. Thì những cái thành phần này trong cái bao hữu cơ quả lửa 068 là quý con thấy cái chữ new nè, new là mới hả quý con, mới hoàn toàn so với cái 007 thì nó rất hữu hiệu luôn. Khi mà quý con vừa bón lót nè, sau khi trồng nè, rồi cây mang trái nè, đúng không? Thì nói chung thì tất cả những cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây thì quý con cung cấp vào thì nó rất là hiệu quả. À, bên cạnh đó nữa là cái bao bu mát cho bằng này quý con nè, thì ở nhiều video trước ha, thì cũng vậy thôi, kia cũng chia sẻ với quý con luôn đó. Thứ nhất là gì, chúng ta để cải tạo đất, hạ phèn, giải độc hữu cơ đó, ra rễ cực mạnh, đâm chồi để anh nhánh nè, giảm rụng trái, nước trái, hố trái, làm cứng thành tế bào đó, tăng sức cái đề kháng. Thì quý con biết rồi ha, khi mà cây trồng ta nó mất sức đề kháng rồi ha thì cây sinh trưởng khá là kém. Thế thì cho nên là cái bu mát ra băng là những cái trung lượng, cái trung lượng mà để cân bằng lại cái dinh dưỡng cho cây trồng, để cho cây trồng nó dễ hấp thu cái dinh dưỡng hơn đó, để cho cái cây nó có sức đề kháng. Hơn nữa là quý con thấy không, dùng cho tất cả loại cây trồng đó. Thì nói chung là cây trồng nào mà quý con bón vào thì cũng khá là hiệu quả luôn ha quý con nha. Đó thì để mà trộn ha, thì kia cũng sẽ giới thiệu với quý con, chúng ta sẽ tiến hành ta trộn. Đó thì bây giờ mình đổ ra 5 bao ha. Đó, một bao bu mát nè, nãy mình đổ 4 bao trước rồi thiếu 1 bao. Bây giờ mình đợi 1 bao thôi. Rồi lấy ra. Rồi, giờ hai anh em mình trộn nè. Đó, như trong hồ đi nha. Đó. Đó thì cái công trộn này hả bà con đặc biệt chú ý nha. Chúng ta đổ khoảng 3 bao ở dưới rồi đổ 2 bao ở trên. Đổ một bao phun mát ở giữa ha, chúng ta trộn thì mới đều. Đó. Cái khâu trộn này nó cũng rất là quan trọng, bà con khi bà con trộn không đều thì cái thành phần dinh dưỡng của cái thằng phun mát cho băng nó nặng hơn cái thằng 068 đó, cho nên thì cái khi mà chúng ta bón xuống thì những cái lượng cây nó hấp thu nó không đồng đều
cho nên chúng ta càng phải trộn đều là trộn như trong hồ vậy đó. À, thấy không, hồ thì nào chúng ta trộn cảm thấy nó xây được là chúng ta bắt đầu nó đều hết hai màu, lúc đó là lúc nào chúng ta mới cho bón bón lót trước khi trồng. Rồi còn những cái thành phần, rồi những cái như là bón dặm sau này về sau thì mỗi một cử như thế nào thì bên trung tâm đều hướng dẫn cho bà con qua từng một cái video một, hoặc là bên công ty video cho băng cũng của bên bên Mr. Nokia cũng đã chia sẻ cho bà con từng video. Đó là đi thằng này lên làm cái hồ là chuyên nghiệp luôn á đó. Đó có đi Bình Dương mà lý ha. À, à. Tôi vô xây đó là đúng bài đúng không anh? Đó quấn lại cái đó đi, cái đó đi cho nó đấy. Rồi đó là thấy không, khi mà qua ba lớp rồi nè, qua ba lớp rồi nè, bắt đầu cái thằng phun mát ra băng cộng với thằng 068 là bắt đầu nó thành trở thành điều, nó điều như vậy phát triển cho đồng rất là tốt cho bà con. Ở vườn mà có giá có mũ này là ok rồi đó, chứ đâu phải giỡn đâu, à đầy đủ đồ chơi là ngon lành rồi đó. Em muốn gì cũng có, xe cuốc xe gì cũng có đó, nhân lực có đủ hết ha. Dòng nữa dòng ra điệu ơi, dòng nữa đi đúng không? Ừ. Dòng nữa đi, dòng nữa là 4 nãy 3 rồi, giờ dòng nữa là 4 đó. Có đúc bài luôn ha, đúc bài luôn cũng được. Mấy phiên được này là lên VTB1 luôn đó. Lên thấy, cho anh chăm sóc vườn này luôn nha. Ở đây chăm sóc tưới tiêu rồi đó. Đó điều đó. Chuẩn bị cái hố trồng đi. Đó. Rồi. Rồi. Coi kéo quân lên đây cái dính đây, trồng đi. Đó, rồi. À. Vừa chọn xong cái phần hỗ trợ quả cầu lửa 007 ha, để hướng dẫn chia sẻ với nhà vườn chủ đầu tư để cho mình biết được cái thực trạng như thế nào để cho nó bón cho bà con. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những